chơi biết nhau rất là lâu rồi, chị Hiệp cũng biết rất là lâu. À, mấy năm mới gặp. Biết qua thì qua má lời chuyện, chị mời nhóm xuống và chị quen với là fan của Ngũ Đông Du Ký. Ê, đúng mà fan, cho fan của Phụng này nè, cứng quá. Trời ơi, mấy nghe nè. Chị mời xuống nhà nhà, hái bát cục. Nó có sao nghĩa. Nó có phá đâu, cực mạnh đấy á. Không biết sử dụng. Ủa, nó có phá vậy nhóm. Chị phá xe tôi đâu rồi? Coi 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 đâu vỏ rồi, vô coi đâu vỏ coi. Rồi mở ra đi. Nào mở vậy? Mở đi cho. Chị xe mở. Trời ơi, xe tôi mà nó mở. Bắt tôi. Bây giờ vô lái là. Ê, mới mẹ chúng mày mới nói gì vô? Xe của tôi mà nhỏ kia lái. Bây giờ vô lái là 10 lái. Ờ, đừng để tao giật mặt tao mới nghe nói gì xe của tôi mà nhỏ kia lái. Xe của tôi mà nhỏ kia mở. Tao nhờ kia người ta ra đó, chủ nhân của người ta mở xe đây các bà. Cãi đi. Trời đất ơi. Các bà nghe. Lái nữa là chết liền. Cô mượn suy ra chỗ con à. Rồi rồi nó bye bye nghe. Con chụp hình thấy rõ không con? Rõ lắm má. Con tắt lên chụp hình má. Trời ơi. Tôi nói xe này xe của người ta mà cũng ham hố lắm. Một bà đi. Một bà nói xe của mình. Tắt đi cô để cho bà phụ nó nói má kìa. Không được, không được tắt mà phải giặt mặt nó chứ. Trời ơi, có thấy ta thấy hơi màu tím là khoái. Còn con mười leo lên là không biết cái đường đi xuống. Mà cũng làm cái tài xế thì là sao? Trời đất ơi. Ta mà làm như thế mình lên thử rất là tự do. Tự do tự nghe ta hỏi nè. Nghe ta hỏi nè. Dạ sao bà ơi? Để xuống đây thì mình thành phố xuống đây rồi xe của người ta rồi tự nhiên. Ê, bắt kiếm màu tím. Trời ơi. Giả là mời. Trời ơi. Màu tím. Màu bắt kiếm màu tím đi. Người yêu màu tím. Trời ơi, nó màu tím đó kìa. Gai giá là hoàng hồn. Đi vô. Ủa con đang làm gì vậy? Con làm phục vụ nè mà. Ủa vậy hả? Dạ. Con làm em gái phục vụ. Chị đã chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ nhóm lên là chỉ có ăn thôi đó. Trời ơi, trời em cũng bưng đó hả? Để nhóm đi làm, để nhóm đi làm. Cái này là trời gà măng cụt. Ôi cái này ngon à, chấm cái này à. Trời măng cụt hả? Mình cứ làm nữa đúng rồi. Đúng rồi. Cái này chấm với kho quẹt đúng không? Dạ. Trời đất ơi, giữa ta không có đậm cho ta bước quá. Tại sao tôi bước được? Mình đi ngang qua, mình đi ngang qua. Cái mẹ cầm cái vỏ. Trời ơi, trời ơi, trời. À, ống keo, ống trúc nè, sao làm? Cơm gà. Đây là rau mớp lan. Trời ơi, đủ vàng. Mà leo lên mà nói. Không, mà đi. Cả trong ngày mà, cầm biết leo mà. Trời ơi, túng quá. Rồi cầm cái dao nữa. Trời ơi, nó cầm nguyên cái muỗng. Đi cắt quớt nữa nè, đi cắt quớt nè. Cơm lam gà nướng muối ớt. Nó mới vừa nướng xong còn nóng á. Còn cái này là cơm cháy. Cơm cháy với lại cái bò đâu rồi? Bò đăng chút nó xíu cơm ra. Còn cái này tôi có làm nè, tôi biết nè. Gọi thịt mắm kho tiêu hả? Kho tiêu mà vậy. Ngon để mà ăn với cơm cháy rất ngon. Cái gì vậy? Còn cái này là gỏi gà măng cục. Gỏi gà măng cục tôi có làm. Đó xuống mình ăn đi, ăn đi rồi. Rồi. Con nhỏ này đang sao nó gì dữ vậy trời? Bé này đói rồi. Bé này đói rồi, đói đúng rồi. Rồi thôi mình ăn nha. Chị Phụng ơi, bây giờ ăn no thì làm gì đây? Thả trái cây cho nó tiêu. Cho nó tiêu để rồi chúng nó ăn vô ăn nữa. Trời ơi. Đủ quá. Không có dép. Vô coi cái chất vô lại dép ai mà. Người đẹp bên cây dưa diễu. Chụp cho tao bên cây dưa diễu. Không. Đây 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 nè, đây cho nó đi. Đem ra để đẩy sầu riêng với măng cục vô. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái đem, gì vậy? Đem ra đẩy sầu riêng với măng cục. Cái xe này đẩy sầu riêng với măng cục. Mẹ ơi, mẹ ơi, trời ơi, mẹ ơi. Mẹ xuống luôn, mẹ xuống luôn. Mẹ ơi, té bây giờ xương giờ nó giòn hết trơn rồi. Mười đẩy con đã. Nó đẩy xe mà nó còn xệ qua xệ lại. Nó sầu riêng hái đâu à? Ủa băng cục hái đâu? Đi trời ơi, vô mà lại mày quay cái này nè. Cái gì vậy? Vỏ sầu riêng không nè. Vô gì? Vỏ chuối nè. Ý. Chuối cao. Chín hết ha. Chín trơn rồi nè. Trời ơi, ơi chuối chị nhỏ xíu nha. Nè. Nè. Mẹ già với chuối chín cây gió lai mẹ rụng không phải mồ côi. Lụm lên, lụm lên, lụm lên, lụm lên. Ô gái nữa. Trời có luôn nè mười. Ngon á. Giống của chó tao quá. Mẹ già như chuối chín cây
Trời ơi, bỏ cho tụi lá kia. Mẹ rụng. Rụng lá, rụng lá, rụng lá thiệt ơi. Mày quay cái trái sầu riêng này giống như cái con gì nó hả cái miệng coi nè. Đầu kia không? Giờ cái gì? Nó cái miệng nó hết. Ghê quá. Đây là sầu riêng. Đây là thanh quả sầu riêng. Thấy nè. Thanh quả sầu riêng nó rụng hồi tối hồi nãy chị Mười với Phương Dung mới ra lượm vô bỏ được ba trái. Trái sầu riêng lụm hồi tối mà thị Mười Phương Dung ra lượm. Trái sầu riêng rụng hồi tối thì Mười với Phương Dung mới ra lượm bỏ vô. Để ta cũng dịch sai. Nè mình nói thiệt, đâu ra đó. Ở đây là dừa sầu riêng mình nói cho đúng. Sầu riêng nhà ta trồng ăn mà dừa gì? Nhưng mà nói chung là vườn sầu riêng nhưng người ta lựa cho mình trái sầu riêng là người ta đãi mình ăn, tất nhiên là người ta biết trái đó ngon hay là dở. Thành thử cái nào thật mình nói thật, cái nào láo mình đừng có nói người ta cười. Láo đâu? Có láo điện mười em hái à? Không có. Nãy giờ đãi ăn không cái chưa có hái, bây giờ mới ra hái nè. Dương. Bình dương mà giống miền Tây quá. Gì cô? Phải ta giận ta nhảy xuống đây ta trời ơi sao mày nhảy xuống là chết đuối liền đó cô ơi. Trời ơi má ơi sao mày sâu lắm, sâu 8 tấc. Chị đừng chọc giận nha. Sâu 8 cm. Ừ, chọc giận là tiêu. Cái gì phải? Chắc là cái vỏ là cái xe thôi chị sao. Dứa, là dứa nè má. À má biết con. Má biết. Cái này nấu gồng cao nè. Má biết nha. Má bánh đúc quá. Trơn nha má ơi, này rất là trơn luôn á. Ơ cô Thiện ơi, cô chừng chỗ này chơi nha cô Thiện. Ừ. Ngoại ơi, này chơi nha ngoại. Không sao, ta đi cái dép nè, không sao. Sống rồi là cái chính nằm đó. Lụm. Trời đất ơi. Kìa, nó lụm rồi. Bà Phụng mới lụm á, cái chân lát lát để đầu cái bà Phụng. Trời nó chín nó mềm. Nó mềm quá rồi. Kiếm quá. Kiếm. Nãy không có lấy cái xô bỏ vô hả? Bỏ kìa. Bỏ vô xô đi, kiếm tắm. Đúng rồi, kiếm là chồng. Kiếm là nó ngon phải không? Rồi xuống bóc đi. Ôi phải có người leo lên. Có những cái cây khỏi cần leo. Chứ lại mình có những cái cây. Thôi đừng có lấy ra. Nó chín rồi nó mềm. Được rồi. Bỏ ra cho chị ăn. Trời thôi được. Ăn từ dưới gốc cây ăn lên. Trời ơi. Ủa một cái hôi quá trời luôn hả chị? À với cái rảnh này nè. Anh này Dung ơi Dung. Em là cô gái đi hái măng cục. Sửa vào đi cô hái gác sữa. Cô gái gác sữa. Gái Hà Lan hả? Gái Hà Lan hả? Được như đây nè. Ừ, như đây là Dung là chị cũng hái được nhiêu đây. Trời ơi thích ghê luôn á. Cũng bẻ hết mấy cái càng của người ta rồi. Bây giờ anh kiếm lên đó, anh đi xuống. Anh đi xuống để tôi leo lên. Thôi bỏ. Được không? Anh leo xuống. Càng lớn càng lâu năm. Con cầm đi cho má coi. Mày lo ăn thôi mà mày để tao leo. Thôi cây thì cao lắm mày đừng leo bà nội. Trời ơi. Em cản nó bụng. Bây giờ là Mười biết bẻ trái măng cục. Trái măng cục mới hái xuống đó thì nha. Nó còn bốn cái mắt này nè. Đây nè mọi người ơi, dễ lên trái măng cục mà leo lên hái vậy đó. Nó rồi leo 1, 2, 3 thôi nha. Thôi đừng. Đỡ phụ. Thì ra thì không cần tự động chứ. Tự động tiếp. Để cho máy mày đứng. Thôi đừng. Nói chung là mình muốn leo. Tại Phương Dung bỏ tay này nè. Nhưng mà tại vì cái này nó trơn quá nè mọi người ơi, chứ nếu mà như cái này là mình leo đi. Bỏ dép ra leo được liền đó. Mà Phương Phụng leo cho cây hết bằng cổ đi. Leo lại. Leo lên được đứng trên nhánh nhà mưa là ghê đó. Rồi Phụng leo đi. Dập rồi. Leo lên như chơi chứ bộ. Rớt hai cái măng cục bự kìa. Xin lỗi nha. Mình là natural, mình không có sợ rớt ha. Sầu riêng rụng cũng lụm được trái đây. Trời ơi, chú lụm cái sầu riêng bự quá. Ôi cha. Trời ơi. Đẹp quá vậy. Ở đằng sau kìa, một cái. Con ráng là một cái nữa làm đâu cho bông tai con. Nó bị chiếc xăng nó bay nghe tiếng luôn kìa. Chị biết cái này là cái gì không? Kèo nèo nè. Cái kèo nèo ăn lẩu đó. Ừ, biết rồi. Lấy cái mềm á. Lấy kèo nèo mà hồi nhỏ em mới lớn em thấy em trồng là dài dài mấy cái đường mương này. Cái này mình trồng hả? Cho đâu hả? Ba cái kèo nèo nó đẹp vậy rồi thành cây hà bá. Hà bá tại vì hồi nhỏ mới lớn cái nó nằm ở dưới. Còn tôi bỏ tôi hương không? Là cái ăn lẩu con ra có ra nút nữa. Vậy mà nó không nhiều kìa. Trời đất coi. Ôi dữ không mẹ. Ta đeo từ trên ta đeo xuống. Mít tôi nữ mà nó từ dưới gốc vậy luôn đó. Đó thì vậy mà nó nói nó nghèo cái mít tôi nữ ta vậy mà không nghèo. Vị Phụng, Vị Phụng. Lấy nó Phụng, mượn, khoan, để mượn mày đứng. Thế nào kiến không cắn bà? Coi chừng kiến cắn. Rồi leo đi. Coi chừng kiến cắn Phụng ơi. Coi chừng kiến cắn chú không kịp đó bà. Tao cần vuốt chắc. Đó để Phụng sắc luôn. Ủa vậy thôi hả? Đội cái nón của Thanh hả là để xuất sắc luôn á. Ủa vậy thôi hả? Leo lên nó đi, tự mít tôi nữ nó giống chị. Má ơi. Lấy mình nó bà cao á hả? Hên quá, tao đi tính em nữa, tao em nó kiến sợ quá. Đó
Tay trái dễ sợ không? Ờ quá trời trái mà. Nè má, má trái nè má, má, má. Rớt nghe nó đụng tùm lum. Đừng hái nha, đừng hái nha, kiến lắm nha. Người ta vừa mới hái cái này đâu mà lụm. Đó, kiến, kiến, kiến. Ờ, hái kìa. Kiến không à. Kiến không à. Kiến đen hả? Ừ. Kiến đen cũng đỡ. Ủa sao nãy cái số mình đâu rồi không lên cái liền. Có cái bao hồi nãy chị đi được cái bao. Không chưa xếp ở đây á. Không đi đâu rồi. Không đi nữa khác rồi. Phải không thích đi chung với mình. Mình nó ngứa kiến kiến rõ trời cái bằng cụt nó bự xù đây nè năm trà ờ đúng rồi nó chín á nhưng mà này có cái cây ha cây chọ có số tàu lắm đó chín đen luôn á cho cái màu hồng đẹp chưa con đem cái rổ giặt đồ đi đâu vậy hai cái mấy cái mà còn nguyên cái rổ đó hả đó ngon lắm chứ ngon lắm á khoa nó cao quá nó dối tài cái cuộn nào vậy anh đây có trái chín nè anh hết nó bự lắm đây em tới không sao mà tới trời đất ơi má ơi má ơi chị phụng rẫy em đó má ơi con thường dân bình định quá không được con đứng tế cuồn cho con lấy cái hơi đó thôi con đứng đây bà phụng đâu em đây em đây em kêu nó đứng tế bên em mình lấy cái dĩa thôi nó cho cao lên chút xíu để tôi ha đây đây để bà xã con là gần bàn trời ơi chỉ cho em đấu vô con này cái gì con nãy coi thường tôi quá con dế bậy rồi con dê dê lột xác dê lột xác mà nó bám bám kìa cái tuổi thọ của con dê sống được có mấy ngày nha ra cánh đạt rồi nhưng mà nó ở dưới đất này đường lối tôi nói con dế nè chửi tôi nè con dê đó con dê nó lột xác nó chết nó ôm lên cây vậy đó chết chưa chết rồi chụp hình dạo nè nè cây nè mười nhiều quá mười cho đây xuống dê mà cái tuổi thọ nó rất là ngắn mấy hình như mấy ngày trời nó nóng quá mùa hè tới nghe cầu kêu bé bé ra đây là đừng cố gắng là giữ kỹ trái tim nha mấy con là sợ nhìn lên mấy sầu riêng không cái đứng dưới cái cũng sợ sao vậy sầu riêng ơi sầu riêng sợ rớt đầu thôi bà Phi Phụng bà Phi Phụng trái sầu riêng nó có gai nhọn bà đừng nói cái câu sầu riêng ơi rơi bị bà nha sầu riêng ơi rơi vào áo bà em đố Phụng cái trái sầu riêng nó còn cái tên nữa trái gì gì vậy ờ thôi đi rụng ghê quá kìa sầu riêng đầy trên cây kìa tu rơm trái tu rơm là trên của trái sầu riêng á Phụng không biết kìa ta còn không biết trái tu rơm là cái tên của trái sầu riêng thôi tu rơm là nó có sự tích nha sao em chưa kể được bởi vì chưa có học du duyên mẹ ơi duyên cái nào sầu riêng bà Thị Mười nói là trái tu rơm đó đúng đó nha cái xong kia là bà Phụng hỏi sao mày biết đó là có sự tích nhưng cái bà Phụng mới hỏi là đâu sự tích làm sao cái bà Thị Mười trả lời em chưa có học để học em kể cho người này lấy đứng ngay mười rồi đứng mười ra rớt không có rớt đâu vốn bị gì sầu riêng nó rớt buổi tối sầu riêng nè mẹ ơi sầu riêng nó rớt buổi tối không mẹ ai mua sầu riêng có ai mua sầu đụng vô đít tay nè đụng vô lũng cho má mình nghe bán em hôm nay chỉ bán sầu riêng nhưng em không bán em đâu ai mà mua bán ai mua thì em đây không bán sầu riêng nhưng em bán chuối chiên 30 nguyên là con số gì đó 30 con 30 nguyên thì đó thôi mình né đi con người mình cứ làm cho nó khác thời gian hoài mình cứ